na wa ge na di wa lo ka min ti di ha ye na kha me na te na mu ho a te na ya wa ram ma lo ka sa do a pu ga hi a yan ja da sa sa ha si lo ka tha tu san kam bi sam ba kam bi sam ba we thi a ba ma no ja o la ro pa so lo ke ba tu ra ho si a te kam me wa de wa nang de wa nu pa wang a ta ko pa ta wa u da nang u da ne si an nya si wa ta ko ko an dang yo an nya si wa ta ko ko an dang yo ti 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 dang a yas ma to ko an dang nya sa an nya ko an dang yo tuệ quả nam thù sinh ma ca sa tha cha vung ma tha đi qua na ga ma ni chi ca bồn nhâm lô abu mô đan tu chi răng ra căn tu sa sa năng ra căn tu nô ga ru ra căn tu nha ta yo ra căn tu ba ni no cantu no sa da nguyện công đức tu trì à hồi hướng đến chư thiên à bằng thiên thần hộ pháp nhiều oai đức thần lực à nữ khắp cả trần hoàng à hư không giới thiên giới xin các ngài tùy thị à công đức đã thể hiện rồi hộ trì phật pháp mãi soi sáng nhân thiên quân đồ hưởng thái bình muôn người sống lạc nghiệp mẹ cha và thầy tổ quy thuộc cùng chúng sanh được hạnh phúc dài lâu tiểu bình giúp khổ sầu ngày ngày vui tu tập tinh tiến trong đạo màu nhân tâm cầu giác ngộ đăng hoa pha mê buôn nhân a sa va ca gia hoa an hô tu a na ga tê ca lê do sự phước bao mà chúng con đã trong sanh làm đây hãy là mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ, kính cảm ơn Sít Nhật Quỳnh, kính cảm ơn Sít Hoa Nguyệt. Dạ. Nam mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật pháp Buddha Dhamma trên Ban Thoát, mỗi ngày 2 giờ theo giờ mùa hè Việt Nam từ 8 giờ đến 10 giờ tối, giờ Houston từ 8 giờ đến 10 giờ sáng, giờ New York 9 giờ đến 11 giờ sáng, giờ Cali 6 giờ đến 8 giờ sáng, giờ Paris 3 giờ đến 5 giờ chiều, giờ Sydney 11 giờ tối đến 1 giờ sáng. Con Phong Lan thành kính đảnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ bảy ngày 22 tháng 8 năm 2020 Phật lịch 2564. Đề tài hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích Tỳ kheo Giác Đẳng, bài 26 Kinh Thánh Cầu Ariya Pariye Sana Sana Sutta, phân đoạn 131 đến 138 sẽ do Thượng Tọa Pháp Tân giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con xin kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bụt Tha Dạ. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, Phật ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, giải.
Vô Thượng Điều Ngự Thiên Nhân Sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thay. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú, sa thú, chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã lễ bái Tam Bảo. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya, dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn và chú thích tỳ kheo Giác Đẳng, bài 26 Kinh Thánh Cầu Ariya Parisyasana Sutta, phân đoạn 131 đến 138 sẽ do Thượng Tọa Giác Đẳng giảng giải. Tiếp theo chương trình, con xin được kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu Từ Bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Phật, kính lễ Pháp, kính lễ Tăng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý tu đường, quý Phật tử. Đời sống tu tập chúng ta có nhiều cách, và Đức Phật Ngài đã dạy cho chúng đệ tử những cái cách tu tập. Nhưng mà ở đây trong bài kinh này, Đức Phật Ngài đã thuật lại cái khuynh hướng tư duy của Ngài khi còn là một vị Bồ Tát chưa thành bậc chánh đẳng giác. Ngài đã suy nghĩ cái gì và Ngài đi tầm cầu cái gì để rồi Ngài thành tựu quả vị chánh đẳng chánh giác. Đó cũng là một cách để dạy cho chúng đệ tử. Bởi vì khi mà chúng ta tu tập, mỗi khi chúng ta đi tầm cầu cái gì đó như là lợi lộc vật chất, danh vọng, thì chúng ta cần phải hiểu rằng cái sự tầm cầu này là của hạng phàm phu, đó là phi thánh cầu. Là một người tu tập thì chúng ta hướng đến cái sự giải thoát, và cái sự tầm cầu này mới gọi là thánh cầu hay là sự tầm cầu cao thượng. Và ở trong bài kinh này cũng có một điểm rất là quan trọng, tức là lời huấn thị của Đức Pháp Vương khi mà Ngài đến thăm chư tăng
khi các vị tỳ kheo đang có cái buổi thuyết pháp, Đức Phật này chờ đợi cho pháp thoại kết thúc, Ngài mới bước vào trong giảng đường và Ngài đã khích lệ cho chư tỳ kheo làm hai điều này khi mà quần tụ. Thâm đi qua cách tha, đàm luận về đạo pháp. Ariyova tôn hi pha vô, hay là giữ im lặng của bậc thánh, hay là im lặng cao thượng. Cái sự im lặng cao thượng tức là im lặng trong chánh niệm thiền định. Thì bài kinh này có cái nội dung rất là đặc biệt và cũng bổ ích cho chúng ta lắm. Chúng ta hãy nghe bài học hôm nay được giảng giải bởi Thượng tọa Giác Đẳng, Thượng tọa Điền Khuyết cho Thượng tọa Pháp Tân trong ngày hôm nay. Và bây giờ thì xin mời cô Phong Lan đọc cho bài học, sau đó xin cung thỉnh Thượng tọa Giác Đẳng thuyết giảng. Nam mô Bổn Sư. Chúng con kính chân Thượng tọa Thầy Siêu đã dẫn nhập cho bài học ngày hôm nay. Con xin phép điền khuyết cho cô Phong Lan. Bài học hôm nay giáo trình trong bộ kinh Majjhima Nikaya bài 23 kinh Thánh Còn Ariya Pariye Sana Sutta phân đoạn 131 đến 138. Thánh cầu có nghĩa là hòa đạo thánh hay chí hướng cao quý. Đó là nội dung mà Đức Phật dạy cho chư tỳ kheo qua dẫn chứng cụ thể về cuộc đời Ngài. Lúc bấy giờ Đức Phật điều ngự đang trú ở Savatthi, một số chư tỳ kheo mong mỏi được diện kiến và nghe pháp từ Đức Phật. Những vị này gặp thị giả của Đức Phật là tôn giả Ananda để bày tỏ nguyện vọng. Qua sự thỉnh cầu của thị giả, Đức Thế Tôn đã gặp chư tỳ kheo và trong lời huấn thị, Ngài đã đề cập đến hai hướng đi của chúng sanh trong đời. Một là sự luẩn quẩn tự hiện bị sanh già đau chết chi phối, lại đi tìm cái tương tự hơn. Sự tầm cầu thứ hai là hướng đi cao quý hay cầu là tìm thoát chân thật cho hệ lụy đang có. Đức Phật đã kể lại hành trình của Ngài từ ý thức trỗi dậy trong lòng khi sống ở cung vàng địa ngục, rồi từ bỏ đế nghiệp ra đi. Hành trình sau đó càng lúc càng chứng minh được tánh cách vĩ đại của sự vượt thoát. Có đoạn 131 cung cách và huấn thị của Đấng Pháp Vương. Đức Thế Tôn đến thăm Chư Tăng khi đang có buổi thuyết pháp. Ngài im lặng chờ đợi trong sự tôn trọng pháp. Sau đó Ngài đã khích lệ Chư Tăng nên làm hai điều này khi quần tụ hội họp, đàm luận đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Sanni patita nang vô phikkhave đoạn giang các đại ni dân thâm mi qua các thà ariyo qua tôn hi pha bu. Như vậy tôi nghe một thời Đức Thế Tôn ở Savatthi tại Chitavana vườn ông Anathabindika cấp cô độc. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát vào thành Savatthi để khất thực. Có một số đông tỳ kheo đến chỗ tôn giả Ananda ở. Sau khi đến nói với tôn giả Ananda, hiền giả, đã lâu chúng tôi chưa được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Lành thay hiền giả Ananda, nếu chúng tôi được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp, các tôn giả hãy đến chỗ Bà La Môn Rammaka ở và các tôn giả sẽ được tận mặt nghe Thế Tôn thuyết pháp. Thưa vâng hiền giả, các tỷ kheo ấy vâng đáp tôn giả Ananda. Rồi Thế Tôn khất thực ở Savatthi xong sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về cho gọi tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Bhuparama Đông Viên, ngôi lầu của Migarapmatu, lập mẫu giảng đường để nghỉ trưa. Thưa vâng bạch Thế Tôn,
Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến vườn Upparama, ngôi lầu của Migha Ramatu để nghỉ trưa. Thế Tôn vào buổi chiều từ thiền tịnh đứng dậy gọi Tôn giả Ananda. Này Ananda, chúng ta hãy đi đến Upparama để rửa tay, rửa chân. Thưa vâng, bạch Thế Tôn, Tôn giả Ananda vâng đáp Thế Tôn. Rồi Thế Tôn cùng với Tôn giả Ananda đi đến Upparama để rửa tay, rửa chân. Sau khi rửa tay, rửa chân ở Upparama xong, Thế Tôn leo đứng trên bờ đắp một tấm y, phơi tay chân cho khô. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, tinh thất của Bà La Môn Ramaka không xa. Bạch Thế Tôn, tinh thất của Bà La Môn Ramaka là khả ái. Bạch Thế Tôn, tinh thất của Bà La Môn Ramaka là khả lạc. Bạch Thế Tôn, lành thay. Nếu Thế Tôn vì lòng từ bi đi đến tinh thất của Bà La Môn Ramaka. Thế Tôn im lặng nhận lời. Rồi Thế Tôn đi đến tỉnh thất của Bà La Môn Ramaka. Lúc bấy giờ một số đông tỷ kheo đang hội họp tại tỉnh thất của Bà La Môn Ramaka để thuyết pháp. Thế Tôn đứng chờ ngoài cửa cho đến khi thuyết pháp xong. Thế Tôn biết cuộc thuyết pháp đã xong, liền đằng hắn và gõ vào thanh cửa. Các tỷ kheo ấy mở cửa cho Thế Tôn. Rồi Thế Tôn bước vào tỉnh thất của Bà La Môn Ramaka và ngồi lên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, các người nay hội họp bàn vấn đề gì và câu chuyện giữa các người bị gián đoạn? Bạch Thế Tôn, câu chuyện giữa chúng con thuộc về Thế Tôn và câu chuyện ấy bị gián đoạn khi Thế Tôn đến. Này các tỷ kheo, lần thai khi thiện nam tử các người vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, cùng nhau hội họp để luận bàn đạo pháp. Này các tỷ kheo, khi các người hội họp với nhau có hai việc cần phải làm: luận bàn đạo pháp hay giữ sự im lặng của bậc thánh. Phân đoạn 132. Hai loại tầm cầu, hai chí hướng của đời người. Thánh cầu được giải thích ở đây. Này các tỷ kheo, có người tự mình bị sân, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sân, tìm cầu đến cái vô sân, vô thượng an ổn, khỏi khổ ách. Niết bàn, tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thường an ổn, khỏi các khổ ách. Niết bàn, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình chết, cái bất tử. Tự mình bị sầu, cái không sầu. Tự mình ô nhiễm, sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thường an ổn, khỏi các khổ ách niết bàn. Phi thánh cầu được mô tả ở đây. Này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Kinh văn. Này các tỷ kheo, có hai loại tầm cầu này: thánh cầu và phi thánh cầu. Chư tỷ kheo, và thế nào là phi thánh cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tầm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm lại tầm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sanh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sanh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sanh, dê và cừu là bị sanh, gà và heo là bị sanh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sanh, vàng và bạc là bị sanh. Này các tỷ kheo, những tất chấp thủ ấy bị sanh, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị sanh lại tầm cầu cái bị sanh. Và này các tỷ kheo, cái gì các người gọi là bị già? Này các tỷ kheo, vợ con là bị già, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị già, dê và cừu là bị già, gà và heo là bị già, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị già, vàng và bạc là bị già. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị già, và người ấy lại nắm giữ, tham đắm, mê say chúng, tự mình bị già và lại tìm cầu cái bị già. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các ngươi gọi là bị bệnh? Này các tỷ kheo, vợ con là bị bệnh, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị bệnh, dê và cừu là bị bệnh, gà và heo là bị bệnh, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị bệnh. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị bệnh,
và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị bệnh, lại tìm cầu các bị bệnh. Và này các tỷ kheo, cái gì các người nói là bị chết? Này các tỷ kheo, vợ con bị chết, vợ con là bị chết, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị chết, dê và cừu là bị chết, gà và heo là bị chết, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị chết. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị chết, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say, tự mình bị chết, lại tìm cầu cái chết. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị sầu? Này các tỷ kheo, vợ con là bị sầu, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị sầu, dê và cừu là bị sầu, gà và heo là bị sầu, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị sầu. Này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị sầu, và người ấy lại nắm giữ tham đắm mê say chúng, tự mình bị sầu, lại tìm cầu cái bị sầu. Và này các tỷ kheo, cái gì theo các người gọi là bị ô nhiễm? Này các tỷ kheo, vợ con là bị ô nhiễm, đầy tớ nam, đầy tớ nữ là bị ô nhiễm, dê và cừu là bị ô nhiễm, gà và heo là bị ô nhiễm, voi, bò, ngựa đực, ngựa cái là bị ô nhiễm, vàng và bạc là bị ô nhiễm. Và này các tỷ kheo, những chấp thủ ấy là bị ô nhiễm, và người ấy lại nắm giữ thâm đắm mê say chúng, tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là phi thánh cầu. Và này các tỷ kheo, thế nào là thánh cầu? Ở đây, này các tỷ kheo, có người tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, tìm cầu cái vô sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già. Sau khi biết rõ sự nguy hại của bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị bệnh. Cái không bệnh, tự mình bị chết. Cái bất tử, tự mình bị sầu. Cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Này các tỷ kheo, như vậy gọi là thánh cầu. Phương đoạn 133, con đường Bậc Đại Giác đã đi. Đức Phật trong sự giảng dạy về thánh cầu đã dùng hành trình của bản thân để làm thí dụ cụ thể. Ngài từ bỏ ngai vàng vì nhận ra rằng làm vua, cho dù là một đại đế, vẫn không giải quyết được hệ lụy trầm kha của kiếp nhân sinh. Ngài từng tìm đến học đạo với hai vị đạo sĩ nổi danh thời ấy, thời bấy giờ, và sau đó lại bỏ đi. Đức Bồ Tát tiếp tục hành trình với trắc nghiệm khổ tu hành sát, để rồi chuyển sang trung đạo. Sau khi thành đạo vô thượng, Đức Phật đã từng một lần tự hỏi liệu giáo pháp thâm sâu có thể lãnh hội bởi chúng sanh trong đời. Từ cội Bồ Đề đến vườn Lộc Giả Pháp Luân, Đức Phật cũng kể lại nhiều sự việc mà qua đó cái nhìn của phần đông với không phù hợp với hướng đi của Bậc Thánh Đức. Kinh văn: Này các tỷ kheo, ta cũng vậy. Trước khi giác ngộ, khi chưa chứng chánh đẳng giác, khi còn là Bồ Tát, tự mình bị sanh lại tìm cầu cái bị sanh, tự mình bị già lại tìm cầu cái bị già, tự mình bị bệnh, tự mình bị chết, tự mình bị sầu, tự mình bị ô nhiễm, lại tìm cầu cái bị ô nhiễm. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau: tại sao ta tự mình bị sanh lại tìm cái bị sanh, tự mình bị già như trên, tự mình bị ô nhiễm lại tìm cầu cái bị ô nhiễm? Vậy ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh, hãy tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị già, cái không già, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình bị chết, cái bất tử, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị nhiễm, hãy tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Rồi này các tỷ kheo, sau một thời gian, khi ta còn trẻ, niên thiếu, tóc đen nhánh, đầy đủ huyết khí của tuổi thanh xuân, trong thời vàng son cuộc đời, mặc dầu cha mẹ không bằng lòng, nước mắt đầy mặt, than khóc, ta cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Ta xuất như vậy, một người đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ. Ta đến chỗ Adhara Kalama ở. Khi đến xong liền thưa với Alara Kalama, hiền giả Kalama,
tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Alara Kalama nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến kẻ có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình. Chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, này các tỷ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khu môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau, Alara Kalama tuyên bố pháp này không phải chỉ vì lòng tin, sau khi tự tri chứng đạt, tự chứng tự đạt ta mới an trú. Chắc chắn Alara Kalama biết pháp này, thấy pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi lớn chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đi đến, ta nói với Alara Kalama, hiền giả Kalama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nói vậy, Alara Kalama tuyên bố về vô sở hữu xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Alara Kalama có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Alara Kalama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Alara Kalama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Alara Kalama ở. Sau khi đến, ta nói với Alara Kalama, này hiền giả Kalama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng, hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Này hiền giả, tôi cũng tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi, khi chúng tôi được thấy một đồng phẩm hạnh như tôn giả. Pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả. Hay chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Phương đoạn 134, không dừng cuộc hành trình khi cứu cánh chưa đạt được. Ngài lên đường, đầu tiên tìm đến hai vị chân sư để học đạo, đó là Alara Kalama và Uttaka Ramabutta. Hai vị này, một chứng thiền vô sở hữu xứ, một chứng thiền phi tưởng xứ. Bồ Tát nhanh chóng chứng đạt sở đắc của hai thầy và được mời ở lại cùng ngồi vào chiếc ghế của giáo chủ, nhưng ngài từ chối vì thấy đó không phải là cứu cánh đích thực. Kinh văn như vậy. Này các tỷ kheo, Alara Kalama là đạo sư của ta, lại đặt ta đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta tự suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt vô sở hữu xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp này và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Rồi này các tỷ kheo, ta, kẻ đi tìm cái gì chí thiện, tìm cầu vô thượng tối thắng an tịnh đạo lộ, ta đi đến chỗ Uttaka Ramabutta. Khi đến xong, ta nói với Uttaka Ramabutta, hiền giả, tôi muốn sống phạm hạnh trong pháp luật này. Được nói vậy, này các tỷ kheo, Uttaka Ramabutta nói với ta, này tôn giả, hãy sống và an trú. Pháp này là như vậy, khiến người có trí không bao lâu như vị bổn sư của mình chỉ dạy, tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú.
Này các tỷ kheo, ta đã thông suốt pháp ấy một cách mau chóng. Và này các tỷ kheo, cho đến vấn đề khua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý của bậc trưởng lão, và ta tự cho rằng ta như người khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Này các tỷ kheo, ta suy nghĩ như sau: Rama bố pháp này không phải vì lòng tin, sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ta mới an trú. Chắc chắn Rama thấy pháp này, biết pháp này rồi mới an trú. Này các tỷ kheo, rồi ta đi đến chỗ Uddaka Rama Buddha ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Rama Buddha: Hiền giả Rama, cho đến mức độ nào ngài tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này? Này các tỷ kheo, được nghe nói vậy, Uddaka Rama Buddha tuyên bố về phi tưởng xứ. Rồi này các tỷ kheo, ta suy nghĩ, không phải chỉ có Rama mới có lòng tin, ta cũng có lòng tin. Không phải chỉ có Rama mới có tinh tấn, ta cũng có tinh tấn. Không phải chỉ có Rama mới có niệm, ta cũng có niệm. Không chỉ có Rama mới có định, ta cũng có định. Không phải chỉ có Rama mới có tuệ, ta cũng có tuệ. Vậy ta hãy cố gắng chứng cho được pháp mà Rama tuyên bố. Sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, tự an trú. Rồi này các tỷ kheo, không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt pháp ấy một cách mau chóng, ta an trú. Rồi này các tỷ kheo, ta đi đến chỗ Uddaka Rama Buddha ở. Sau khi đến, ta nói với Uddaka Rama Buddha: Này hiền giả Rama, có phải hiền giả đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy? Vâng hiền giả, tôi đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ vậy. Này hiền giả, tôi cũng đã tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố pháp này đến mức độ như vậy. Thật lợi ích thay cho chúng tôi, thật khéo lợi ích thay cho chúng tôi. Khi chúng tôi được thấy một đồng phạm hạnh như tôn giả, pháp mà tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố, chính pháp ấy hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú. Pháp mà hiền giả tự tri, tự chứng, tự đạt và an trú, chính pháp ấy tôi tự tri, tự chứng, tự đạt và tuyên bố. Pháp mà tôi biết, chính pháp ấy hiền giả biết. Pháp mà hiền giả biết, chính pháp ấy tôi biết. Tôi như thế nào, hiền giả là như vậy. Hiền giả như thế nào, tôi là như vậy. Nay hãy đến đây, hiền giả. Hay chúng ta hãy chăm sóc hội chúng này. Như vậy, này các tỷ kheo, Uddaka Rama Buddha là đạo sư của ta, lại đặt ta, đệ tử của vị ấy ngang hàng với mình, và tôn sùng ta với sự tôn sùng tối thượng. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, pháp này không hướng đến yểm ly, không hướng đến ly tham, không hướng đến đoạn diệt, không hướng đến an tịnh, không hướng đến thượng trí, không hướng đến giác ngộ, không hướng đến niết bàn, mà chỉ đưa đến sự chứng đạt phi tưởng phi tưởng xứ. Như vậy, này các tỷ kheo, ta không tôn kính pháp ấy và từ bỏ pháp ấy, ta bỏ đi. Này các tỷ kheo, ta cả đi tìm cái gì chí thiện, tìm vô thượng, tối thắng an tịnh đạo lộ, tuần tự du hành tại nước Makatha Ma Kiệt Đà, và đi đến và đến tại tụ lạc Uruguela U Lâu Tần Loa. Tại đây ta thấy một địa điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, thật là điểm khả ái, một khóm rừng thoải mái, có con sông trong sáng chảy gần, với một chỗ lội qua dễ dàng khả ái, và xung quanh có làng mạc bao bọc dễ dàng đi khất thực. Thật là một chỗ vừa đủ cho một thiện nam tử tha thiết tinh cần có thể tinh tấn. Và này các tỷ kheo, ta ngồi xuống chỗ ấy và nghĩ, thật là vừa đủ để tinh tấn. Rồi này các tỷ kheo, ta tự mình bị sanh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị già, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị già, tìm cầu cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và đã chứng được cái không già, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị bệnh, sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị bệnh, tìm cầu cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và đã chứng được cái không bệnh, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Tự mình bị chết,
sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị chết, tìm cầu cái không chết, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái không chết. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị sầu. Sau khi biết rõ sự nguy hại của cái bị sầu, tìm cầu cái không sầu, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái vô sầu. Vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn, tự mình bị ô nhiễm. Sau khi biết rõ sự nguy hại cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không bị ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn khỏi các khổ ách, niết bàn. Và tri kiến khởi lên nơi ta, sự giải thoát của ta không bị dao động. Nay là lời sống cuối cùng của ta, không còn sự tái sanh nữa. Phúc đồng 134. Chánh đạo không phải là hướng đi của phần đông chúng sanh. Chúng sanh đa phần hướng đến thủ đắc hơn là từ bỏ. Muốn đạt đến bờ kia phải từ bỏ bờ này. Ngay cả đối với phần lớn người tu cũng không mang hội chứng sùng bái tự ngã. Đức Phật dạy một con đường hoàn toàn khác. Đó cũng là một phần lý do mà Đức Phật đã có giây phút tự hỏi, không biết chúng sanh có thể lãnh hội về áo nghĩa, giác ngộ, giải thoát hoàn toàn ngược với khuynh hướng cố hữu. Kinh văn: Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ như sau, pháp này do ta chứng được, thật là sâu kín, khó thấy, khó chứng, tịch tịnh, cao thượng, siêu lý luận, vi diệu, chỉ người trí mới hiểu thấu. Còn quần chúng này thì ưa ái dục, khoái thích ái dục. Đối với quần chúng ưa ái dục, khoái ái dục, ham thích ái dục, thật khó mà được định lý. Ida paccha yata paticca sammuppada y tánh duyên khởi pháp. Sự kiện này thật khó thấy, tức là sự tịnh chỉ tất cả hành, sự trừ bỏ tất cả sanh, sự trừ bỏ tất cả sanh y, ái diệt, ly tham, đoạn diệt, niết bàn. Nếu nay ta thuyết pháp nè, thuyết pháp mà các người khác không hiểu ta, thời như vậy thật khổ não cho ta, như vậy thật bực mình cho ta, này các tỷ kheo. Rồi những kẻ bất khả tư nghi từ trước chưa từng được nghe, được khởi lên nơi ta. Sau ta đánh pháp được chứng ngộ khó khăn, những ai còn tham sân khó chứng ngộ pháp này, đi ngược dòng thâm diệu, khó thấy thật tế nhị, cả ái nhiễm vô minh không thấy được pháp này. Rồi này các tỷ kheo, với những suy tư như vậy, tâm của ta hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp, này các tỷ kheo. Lúc bấy giờ Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tí, khi biết được tâm tư của ta với tâm tư của mình, liền suy nghĩ: Thằng ơi, thế giới sẽ tiêu diệt, thế giới sẽ bị hoại vong. Nếu tâm của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hướng về vô vi thụ động, không muốn thuyết pháp, rồi này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tí, như một nhà lực sĩ duỗi cánh tay đang co, hay co cánh tay đang duỗi, cũng vậy, vị ấy biến mất từ thế giới Phạm Thiên và hiện ra trước mặt ta, này các tỷ kheo. Rồi Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tí đắp thượng y một bên, vai chấp tay hướng về ta và bạch với ta: Bạch Thế Tôn, hãy thuyết pháp. Bạch Thiện Thệ, hãy thuyết pháp. Có những chúng sanh ít nhiễm bụi trần sẽ bị nguy hại nếu không được nghe chánh pháp. Nếu được nghe, những vị này có thể thâm hiểu chánh pháp. Này các tỷ kheo, Phạm Thiên Sa Hàm Bá Tí nói như vậy. Sau khi nói như vậy, lại nói thêm như sau: Xưa tại Ma Cát Thá, hiện ra pháp bất tịnh, pháp do tâm cấu uế, do suy tư tác thành, hãy mở tung mở rộng cánh cửa bất tử này, hãy để họ nghe pháp, bậc thanh tịnh chứng ngộ, như đứng trên tảng đá trên đỉnh núi tột cao. Có người đứng nhìn xuống đám chúng sanh quây quần, cũng vậy, ôi thiện tuệ, bậc biến nhãn khùng khắp, leo lên ngôi lâu đài xây dựng bằng chánh pháp, bậc thoát ly sầu muộn, nhìn xuống đám quần sanh bị sầu khổ áp bức, bị sanh chi phối, đứng lên vị anh hùng, bậc chiến thắng chiến trường, vị trưởng đoàn lữ khách, bậc thoát ly nợ nần, hãy đi khắp thế giới, bậc Thế Tôn chánh giác, hãy thuyết vi diệu pháp, người nghe sẽ thâm hiểu. Này các tỷ kheo, sau khi biết được lời Phạm Thiên yêu cầu, vì lòng từ bi đối với chúng sanh, với Phật nhãn ta nhìn quanh thế giới,
Này các tỷ kheo, với Phật nhãn, ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, động căn, có hạng thiện tánh, ác tánh, có hạng dễ dại, khó dại. Và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm cho những hành động lỗi lầm. Trong hồ sen xanh, hồ sen hồng hay hồ sen trắng, có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, không vượt lên khỏi mặt nước, được nuôi dưỡng dưới nước. Có một hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, sống vươn lên tới mặt nước. Có một số hoa sen xanh, sen hồng hay sen trắng sinh ra dưới nước, lớn lên dưới nước, vươn lên khỏi mặt nước, không bị nước ướt đẫm ướt. Cũng vậy, này các tỷ kheo, với Phật nhãn ta thấy có hạng chúng sanh ít nhiễm bụi đời, nhiều nhiễm bụi đời, có hạng lợi căn, động căn, có hạng thiện, có hạng dễ dại, khó dại. Và một số ít thấy sự nguy hiểm phải tái sanh thế giới khác, và sự nguy hiểm làm những hành động lỗi lầm. Và này các tỷ kheo, ta nói lên bài kệ sau đây với Phạm Tiên Sa Hầm Ba Tí. Cửa bất tử mở rộng cho những ai chịu nghe, hãy từ bỏ tính tâm không chính xác của mình, tự nghĩ đến phiền toái. Ta đã không muốn giảng tối thượng vi diệu pháp giữa chúng sanh loài người. Ôi Phạm Thiên! Này các tỷ kheo, rồi Phạm Thiên Sa Hầm Ba Tí tự nghĩ, ta đã tạo cơ hội cho Thế Tôn thuyết pháp, đảnh lễ ta, thân phía hữu hướng về ta, rồi biến mất tại chỗ. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi ta tự nghĩ, nay có Alara Kalama là bậc trí thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Alara Kalama. Vị này sau sẽ mau hiểu chánh pháp này. Này các tỷ kheo, rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Rồi chi kiến khởi lên nơi ta, Alara Kalama đã mệnh chung 7 ngày rồi. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Alara Kalama. Nếu nghe pháp này, Alara Kalama sẽ mau thâm hiểu. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nay có Uttaka Ramabutta là bậc tri thức đa văn sáng suốt, đã từ lâu sống ít nhiễm bụi đời, ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho Uttaka Ramabutta, vị này sẽ mau hiểu chánh pháp. Rồi chư thiên đến ta và nói như sau: Bạch Thế Tôn, Uttaka Ramabutta đã mệnh chung ngày hôm qua. Rồi chi kiến khởi lên nơi ta, Uttaka Ramabutta đã mệnh chung hôm qua. Này các tỷ kheo, ta nghĩ thật là một thiệt hại lớn cho Uttaka Ramabutta. Nếu nghe pháp này, Uttaka Ramabutta sẽ mau thâm hiểu. Này các tỷ kheo, rồi ta suy nghĩ, ta sẽ thuyết pháp cho ai đầu tiên, ai sẽ mau hiểu chánh pháp này. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nhóm năm tỷ kheo này đã hầu hạ ta từ khi ta còn nỗ lực tinh cần, nhóm ấy thật giúp ích nhiều. Vậy ta hãy thuyết pháp đầu tiên cho nhóm năm tỷ kheo. Rồi này các tỷ kheo, ta lại nghĩ, nay nhóm năm tỷ kheo ở tại đâu? Này các tỷ kheo, với thiên nhãn thanh tịnh siêu nhân, ta thấy nhóm năm tỷ kheo hiện ở Paranasi Palanai, tại Isipatana vườn lộc uyển. Rồi này các tỷ kheo, sau khi ở tại Uruguela lâu cho đến khi mãn ý, ta lên đường đi đến Paranasi. Phương động 136, chọn lựa giữa thần linh và Phật đại giác. Upaka có duyên lành được nhìn thấy tướng hảo phi phàm của Đức Phật, và nghĩ rằng đây là một hiện thân của thần linh hay một bậc có nhiều huyền thuật. Khi được hỏi này là ai, thì Đức Phật trả lời: tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh, thanh thoát. Upaka không thấy có giá trị gì ở một người giác ngộ không phiền não, bởi những điều đó không quan trọng với người này. Thật ra sau này Upaka từ bỏ đời sống của một đạo sĩ để lập gia đình có vợ con, nhưng rồi cũng không tìm thấy ý nghĩa đáng quý của cuộc sống, nên đến vương xá xuất gia với Đức Phật. Vị này cuối cùng đã chứng đắc đạo quả, nhưng phải đi một con đường vòng thay vì đi trực tiếp từ ban đầu. Kinh văn: Này các tỷ kheo, một tà mạng ngoại đạo tên là Upaka đã thấy ta khi ta còn đi trên con đường giữa Gaya và cây Bồ Đề.
Sau khi thấy vị ấy nói với ta, các căn của hiền giả thật sáng suốt, gia sắc của hiền giả thật thanh tịnh, thật thanh khiết này hiền giả, vì mục đích gì hiền giả xuất gia? Ai là bậc đạo sư của hiền giả? Hiền giả hoan hỷ thọ trì pháp của ai? Này các tỷ kheo, khi nghe nói như vậy, khi nghe nói vậy, ta nói với tạm mạng Upaka bài kệ như sau: ta bậc thắng tất cả, ta bậc nhất thiết trí, hết thảy pháp không nhiễm, hết thảy pháp xả ly, ta sống chân giải thoát, đoạn tận mọi khắc ái. Như vậy ta tự giác, còn phải y chỉ ai? Ta không có đạo sư, bậc như ta không có, giữa thế giới nhân thiên không có ai bằng ta, bậc ứng cúng trên đời, bậc đạo sư vô thường, tự mình chánh đẳng giác, ta an tịnh thanh thoát. Để chuyển bánh xe pháp, ta đến thành Kasi, chống lên trống bất tử trong thế giới mù lòa. Như hiền giả đã tự xưng, hiền giả xứng đáng là bậc chiến thắng vô tận. Như ta bậc thắng giả, những ai chứng lậu tận, ác pháp ta nhiếp phục, do vậy ta vô địch. Này Upaka, này các tỷ kheo, sau khi được nói vậy, tà mạng ngoại đạo Upaka nói với ta: này hiền giả, mong rằng sự việc là vậy. Nói xong, Upaka lắc đầu rồi đi theo một ngã khác. Phương đồng 47, chỉ mở lòng nghe khi buông bỏ định kiến. Nhóm năm thầy Kiều Trần Như từng là những người hâm mộ và nuôi kỳ vọng ở Đức Bồ Tát khi Ngài đang tu khổ hạnh. Khi Bồ Tát quyết tâm chọn con đường trung đạo khiến năm vị này thất vọng bỏ đi. Khi gặp lại ban đầu, họ nói với nhau sẽ không đón tiếp Đức Phật bằng thái độ kính trọng. Nhưng phong thái của Đức Phật có phần thay đổi sự suy nghĩ ban đầu của họ. Tuy vậy, những vị này vẫn chưa được chấp nhận. Đức Phật là bậc đạo sư vì hoài nghi sự từ bỏ khổ hạnh mà họ tin là tuyệt đối cao cả. Cho đến khi Đức Phật nhắc cho họ nhớ, Ngài chưa bao giờ nói là đã giác ngộ trong thời gian trước đây. Điều này khiến họ tin vào lời nói của Đức Phật là chân thật ngôn. Từ đó thay đổi thái độ nghe và nghe Thế Tôn thuyết giảng để trở thành những đệ tử xuất gia đầu tiên. Kinh văn: này các tỷ kheo, rồi ta tuần tự đi đến Varanasi Isipatana, vườn Lộc Uyển, đi đến chỗ nhóm năm tỷ kheo ở. Này các tỷ kheo, nhóm năm tỷ kheo khi ấy ta từ xa đi đến cũng cùng nhau thỏa thuận như sau: này các hiền giả, nay Samôn Gotama đang đi đến. Vị này sống trong sự sung túc, đã từ bỏ tinh cần, đã trở lui đời sống đầy đủ vật chất. Chúng ta chớ có đảnh lễ, chớ có đứng dậy, chớ có lấy y bát. Hãy đặt một chỗ ngồi, và nếu vị ấy muốn, vị ấy sẽ ngồi. Này các tỷ kheo, nhưng khi ta đi đến gần, năm tỷ kheo ấy không thể giữ đúng điều đã thỏa thuận với nhau. Có người đến đón ta và cầm lấy y bát, có người sắp đặt chỗ ngồi, có người đem nước rửa chân đến, nhưng các vị ấy gọi ta bằng tên với danh từ hiền giả Abuso. Này các tỷ kheo, khi ta nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo: này các tỷ kheo, chớ gọi ta bằng tên và hùng danh từ hiền giả. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai. Pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt, ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, nhóm năm tỷ kheo nói với ta: hiền giả Gotama, với nếp sống này, với đạo tu này, với khổ hạnh này, hiền giả đã không chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh, thì này làm sao hiền giả với nếp sống sung túc, với sự từ bỏ tinh cần, với sự trở lui đời sống vật chất đầy đủ, lại có thể chứng được pháp siêu nhân, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh? Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo: này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc, không từ bỏ tinh cần, không trở lui đời sống vật chất đầy đủ. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này các tỷ kheo, hãy lắng tai, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo. Các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt,
ngay trong hiện tại đức vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai nhóm năm tỷ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này như trên, chư kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, lại lần thứ hai ta nói với nhóm năm tỷ kheo: Này các tỷ kheo, Như Lai không sống sung túc như trên, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, lại lần thứ ba nhóm năm tỷ kheo nói với ta: Hiền giả Gotama, với nếp sống này như trên, tri kiến thù thắng xứng đáng bậc thánh. Này các tỷ kheo, khi nghe nói vậy, ta nói với nhóm năm tỷ kheo: Này các tỷ kheo, từ trước đến nay các ông có chấp nhận là ta chưa bao giờ nói như vậy chăng? Bậc Thế Tôn chưa bao giờ như vậy. Này các tỷ kheo, Như Lai là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, hãy lắng tai nghe, pháp bất tử đã chứng được, ta giảng dạy, ta thuyết pháp, sống đúng theo lời khuyến giáo, các ông không bao lâu sau khi tự tri, tự chứng, tự đạt được ngay trong hiện tại, mục đích vô thượng của phạm hạnh mà các thiện nam tử xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình, các ông sẽ an trú. Này các tỷ kheo, ta đã làm cho nhóm 5 tỷ kheo chấp nhận. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho 2 tỷ kheo, 3 tỷ kheo kia đi khất thực, đồ ăn mà 3 tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm 6 người. Này các tỷ kheo, ta thuyết giảng cho 3 tỷ kheo, 2 tỷ kheo kia đi khất thực, đồ ăn mà 2 tỷ kheo này khất thực mang về đủ nuôi sống cho nhóm 6 người. Này các tỷ kheo, chúng 5 tỷ kheo sau khi được ta thuyết giảng, sau khi được ta khuyến giáo, tự mình bị sanh, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị sanh, tìm cầu cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không sanh, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, tự mình bị già, cái không già, tự mình bị bệnh, cái không bệnh, tự mình bị chết, cái không chết, tự mình bị sầu, cái không sầu, tự mình bị ô nhiễm, sau khi biết được sự nguy hại của cái bị ô nhiễm, tìm cầu cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn, và đã chứng được cái không ô nhiễm, vô thượng an ổn, thoát khỏi các khổ ách, chứng niết bàn. Tri và kiến khởi lên nơi họ, sự giải thoát của chúng ta không bị dao động. Đây thức gì được khởi lên như vậy đều quy là đời sống cuối cùng, nay không còn tái sanh nữa. Phương đồ 137, đó là hành trình đích thực của bậc thánh. Đó là hành trình tu chứng bao gồm chỉ và quán. Mỗi sự thành tựu đều là giai đoạn cần vượt qua chứ không phải để chấp thủ, cho đến khi đạt cứu cánh viên mãn của cả hai tâm giải thoát là tuệ giải thoát, là tâm giải thoát và tuệ giải thoát. Sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ, này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi trường phược, mọi trường phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao vậy? Này các tỷ kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Kinh văn: Này các tỷ kheo, có năm dục trưởng dưỡng, thế nào là năm? Các sắc do mắt nhận thức, sắc này khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Các tiếng do tai nhận thức, như trên. Các hương do mũi nhận thức, như trên. Các vị do lưỡi nhận thức. Các xúc do thân, cảm xúc là khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Này các tỷ kheo, như vậy là năm dục trưởng dưỡng. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc, bị thâm đắm, bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này, không thấy sự nguy hại của chúng, không biết rõ sự xuất ly khỏi của chúng mà thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng bị sập bẫy nằm xuống, con nai ấy cần phải hiểu được là nó đã rơi vào bất hạnh, đã rơi vào tai họa, đã bị thân sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai không thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo, cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào bị trói buộc như trên, đã bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị thâm đắm, không bị mê say bởi năm dục trưởng dưỡng này,
thấy sự nguy hại của chúng, biết rõ sự xuất ly của chúng và thọ dụng chúng, những vị ấy cần phải được hiểu là các người không rơi vào bất hạnh, không rơi vào tai họa, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Này các tỷ kheo, như một con nai sống trong rừng không bị sập bẫy phải nằm xuống, con nai ấy cần phải được hiểu là nó không rơi vào bất hạnh, nó không rơi vào tai họa, nó không bị người thợ săn sử dụng như ý muốn. Khi người thợ săn đến, con nai có thể bỏ đi như ý muốn. Này các tỷ kheo cũng vậy, những sa môn hay bà la môn nào không bị trói buộc, không bị ác ma sử dụng như ý muốn. Chứ tỷ kheo, ví như con nai sống trong rừng, đi qua đi lại trong rừng, an tâm nó đi, an tâm nó đứng, an tâm nó ngồi, an tâm nó... Tại sao vậy? Này các tỷ kheo, vì nó vượt khỏi tầm tay của người thợ săn, cũng vậy. Này các tỷ kheo, một tỷ kheo ly dục, ly ác bất thiện pháp và chứng và chú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do dục sanh có tầm, có tứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm không tứ, nội tỉnh nhất tâm. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ mà các vị thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, diệt hỷ ưu, đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Này các tỷ kheo ấy được gọi là vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tướng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý với dị tưởng, tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên xứ, chứng và trú vô biên xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng, phi phi tưởng xứ. Này các tỷ kheo ấy được gọi là đã vượt qua, được vượt khỏi tầm mắt của ác ma. Này các tỷ kheo, lại nữa, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng định. Sau khi thấy bằng trí tuệ các lậu hoặc được đoạn trừ, này các tỷ kheo ấy được gọi là một vị đã làm ác ma mù mắt, đã diệt trừ mọi vết tích, đã vượt khỏi tầm mắt ác ma. Vị ấy đã vượt khỏi mọi triền phược ở đời. An tâm vị ấy đi, an tâm vị ấy đứng, an tâm vị ấy ngồi, an tâm vị ấy nằm. Vì sao? Này các tỷ kheo, vì vị ấy vượt khỏi tầm tay của ác ma. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, các tỷ kheo hoan hỷ tín thọ lời dạy của Đức Thế Tôn. Và thưa, phần chánh kinh đến đây đã kết thúc. Con kính cung thỉnh thượng tọa Giác Đẳng Từ Bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
ta nói về những gì thì tóm điểm thì tóm phá một cái xa lạ này đó. Nhưng mà ở một người khác thì nó là cái hoài bão, cái chí hướng trong cuộc sống của chúng ta. Mỗi người sinh ra trong cuộc đời, lớn lên thì chúng ta đi tìm cầu cái gì đó gọi là những cái giấc mộng bình sinh, những gì mà chúng ta thực sự mong muốn có được trong cuộc đời này, dù đó là tình yêu, là học vị, dù là danh vọng, thì chỉ tìm kiếm đó đó, hay là cái chí hướng đó, nó định đặt cho con đường chúng ta đi, và cả cuộc đời của chúng ta lại đi theo cái nguyện vọng, đi theo cái hoài bão, cái chí hướng bình sinh của mình. Ở đây Đức Phật kể dùng chữ Vrije Sangha để chỉ điều rất thân thoại, đó là một cuộc tâm cầu. Vrije Sangha là thánh cầu, của sự tâm cầu của Bậc Thánh, thì sự tâm cầu cao thượng. Thế thì mở đầu bài kinh ngày hôm nay thì ghi lại hình ảnh của Đức Phật ở trong tương đối là hàng ngày. 20 năm sau khi Đức Thế Tôn ngày chịu pháp luân đấy, do rất nhiều lý do, vì rất nhiều lý do mà Đức Thế Tôn thường lưu lại tại xá lợi ở trong mỗi mùa mưa. Trong 25 mùa mưa sau cùng của đời Đức Phật thì 24 mùa mưa, Đức Thế Tôn ngày an cư ở tại xá vệ. Và thứ quý vị, thời đó không phải giống như thời hôm nay, chúng ta có điện thoại, có email, có thông tin dễ dàng. Thời xưa thì chư tỳ kheo muốn gặp Đức Phật thì ban đầu thì chỉ hỏi thăm, và có khi hỏi thăm đúng, khi hỏi thăm không đúng. Ví dụ như hỏi Đức Thế Tôn ở đâu, muốn gặp Đức Thế Tôn thì chỉ Đức Thế Tôn ở Bưng Xá, ở Visali, ở Khu Sa Bí. Nhưng mà khi mà đến đó thì Đức Thế Tôn đã đi nơi khác rồi. Rồi sau này khi mà những vị tỳ kheo xuất gia rất là đông, và Đức Phật này bắt đầu ban hành lục đạo, thì những mùa mưa ngày thường an cư ở tại chùa Từ Diêm thành xã Bệ. Xá Bệ là một nơi mà một bình nguyên rất là trù phú, mà nơi có vương quốc gọi là vương quốc Kiều Trác Lan hay là vương quốc Cô Xóa. Nơi đó Đức Thế Tôn có hai vị nhất nam cư sĩ và người nữ cư sĩ, rồi ông Pháp Cô Đạt Bồ Tát Sắc Ha. Ở trong câu chuyện này thì một số đông chư tỳ kheo đến gặp Tu Già Nanda để nói rằng đã lâu không gặp Đức Thế Tôn, muốn được diện kiến và nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì thưa quý vị, Tu Già Nanda đã sắp xếp bằng cách là chỉ cho các vị này đến nhà của Bà Lạc Môn, tức là Phong Mắt. Đây là một vị Bà Lạc Môn giàu có một cái ngôi nhà lớn ở trong có một giảng đường, và vị này cũng có tính tâm, chỉ vì theo đến rất là hoan hỷ. Và khi mà Tôn Giả Nanda chỉ cho các vị theo đến đó, thì buổi trưa hôm đó thì cũng như phần lớn ở bên Ấn Độ, chúng thì buổi trưa có đi chi về rất nóng, và Đức Thế Tôn này có cái gì đặc biệt là ở tại thành Xá Vệ, ngài có hai vị đàn tính lớn, một bên là nam cư sĩ lấy ông Cấp Cô Độc, những đứa cư sĩ được ở Visakha. Ông Cấp Cô Độc cúng cho Đức Thế Tôn ngôi chùa Kỳ Viên ở Chitavana Vihara, và bà Visakha thì cúng cho Đức Thế Tôn ngôi chùa
Dạ, quý vị nghe tạp âm hả? Dạ, tạp âm ở bên ngoài hả Bạch Ngài? Dạ, quý vị nghe nghe không rõ. Dạ, âm thanh tốt rồi Bạch Ngài. Dạ, vâng. Thưa quý vị, lúc bây giờ tôn giả anh đó đã là sư giả chính thức của Đức Thế Tôn, thì Đức Thế Tôn này có một cái thói quen rất là đặc biệt, không phải là thói quen Đức Phật thì không hành động theo thói quen, nhưng ngài có cái chủ tâm rất là đặc biệt. Nếu mà ngài nghĩ tương tự thì ban ngày ngài hay trở về chùa Kỳ Liên, và ban đêm ngài chùa Kỳ Liên thì ban ngày ngài hay đến Đông Phương Tự. Đó là cái cách mà một cách quân bình. Chúng ta sẽ có dịp để nói về cái cung cách của vị Chánh Đẳng Chánh Giác có nhiều điểm rất là đặc biệt. Thì buổi trưa hôm đó Đức Thế Tôn đến Lộc Mẫu Giảng Đường. Gọi là Lộc Mẫu Giảng Đường thì đúng ra Nikata là tên của đứa con của Vishakha. Chúng tôi có dịp chuyện này khi mà nói là Lộc Mẫu là chỉ cho bà Vishakha, có dịp chúng ta sẽ nói, thì bây giờ nói thì hơi lạc đề một chút. Chứ vì sau khi Đức Thế Tôn này rời chỗ đó thì buổi trưa nóng hầm, ngài dạy Gananda đi đến Papakotaka để rửa tay rửa chân, tại vì ở đó có một dòng suối rất trong và rất mát. Quý vị nào có về thăm Xá Vệ rồi thì quý vị, Xá Vệ là một bình nguyên nhưng mà có những con nước đặc biệt, nước rất là trong, thử nước trong lòng. Và thời đó ở đó rừng và có những dòng nước rất là mát chảy ngang. Đức Thế Tôn đến đó rửa tay buổi trưa, và trong cái tư cách vị thị giả, Tôn giả Nanda để chắp tay bạch Đức Phật, thỉnh Đức Thế Tôn vì lòng từ bận đến cái tình thất của Bà La Môn gặp mắt cả. Đó là tình thất thì nó hơi nhỏ, nhưng mà đại khái ở đây là một cái biệt thự của Bà La Môn gặp mắt cả. Thì Đức Thế Phật kể im lặng nhận lời, tại vì ngài biết rằng khi Tôn giả Nanda thỉnh cầu như vậy thì có duyên sự. Và từ khi mà ngài đến đó thì lúc bây giờ chư tỳ kheo đang ngồi ở bên trong một cái đại sảnh lớn, và một vị tỳ kheo trong đó đang thuyết pháp cho chư tỳ kheo khác. Đức Thế Tôn là bậc đạo sư, là bậc pháp vương. Ở điểm này thì chúng ta thấy rằng một cái cung cách hành xử rất là đặc biệt của Đức Phật, đó là sự tôn kính Phật. Nếu Đức Thế Tôn ngài đi ngay vào thì chư tỳ kheo rất là hoan hỷ, và ngay cả một vị tỳ kheo đang thuyết pháp cũng sẽ leo xuống pháp tọa để mà cung đóng tại lễ Đức Phật. Nhưng Đức Thế Tôn không làm như vậy. Khi mà chư tỳ kheo đang thuyết pháp thì ngài đứng một cách rất là im lặng. Bởi vì nhớ ngài là bậc pháp vương, ngài là bậc đạo sư, ngài đứng phải im lặng. Và khi chư tỳ kheo thuyết pháp xong thì Đức Thế Tôn nhẹ nhàng đứng đặt hắn, cái tiếng đặt hắn Đức Phật. Và chư tỳ kheo trong sự im lặng nghe được tiếng nói của Đức Phật, thì bị mở cửa ra đảnh lễ Đức Thế Tôn, rước Thế Tôn vào cái chỗ ngồi đã sẵn sàng. Và Đức Thế Tôn không đi vào câu chuyện liền, mà ngài hỏi rằng điều gì đang được nói giữa thầy tỳ kheo và điều đó bị gián đoạn thế nào. Thì chư tỳ kheo nói rằng chúng con chỉ còn thỉnh một vị như thuyết pháp thôi. Vì Đức Phật ngài khen, và ngài kia là lầm thai sa thú. Và thưa quý vị, trong lời khen của ngài thì ngài lại nói thêm hai điều, là một cái người mà vì lòng tin là đứng lên trong sảnh đi xuất gia đó, khi mà có hội họp, có văn tập đó, thì chỉ nên làm hai việc thôi. Một là luận đàm về chánh pháp, và hai là giữ im lặng với sự im lặng của bậc thánh. Luận bàn về chánh pháp tức là luận bàn về pháp học, về lời dạy của Đức Phật. Còn nếu không có luận bàn đó thì không có nói chuyện phím, mà thay vào đó nên im lặng để mà
thiền định, nhưng mà chánh niệm, im lặng cũng chánh niệm, là im lặng của bậc thánh. Về sau này thì chúng quý vị chư tăng, đặc biệt là chư tăng Phật giáo Bắc truyền ấy, thì hay hay có một cái cách nói gần như tương tự, nhưng mà nghe thì nó nặng về cái cách là biểu dương triết lý như là thực tế, đó là im lặng như chánh pháp và nói năng như chánh pháp. Câu đó thực ra chúng tôi rất là ngại. Thật ra chúng tôi hay thấy các vị ngôi chùa bên Bắc Tông hồi xưa, chúng tôi hay đi đến các trường hạ đó, hay là các buổi đại hội đó, thì hay viết cái câu lên xem lòng cục Phật ngôn cực tâm đắc. Nhưng mà cái câu đó là im lặng như chánh pháp, nói năng như chánh pháp, cái câu có nghĩa khác được, nghĩa khác được cái câu mà chúng ta đang nói tại đây, tức là nếu nói thì có hai việc nên làm khi mà tụ nhà tụ học với nhau, là đàm luận chánh pháp, và nếu im lặng thì với sự im lặng của bậc thánh, tức là im lặng là cũng chánh niệm. Những gì Phật dạy rất là cụ thể, chứ không mang cái triết lý cửa trường tượng như là chúng ta nói bây giờ. Thứ gì tiếp theo, Đức Phật Ngài đi vào pháp thoại, và trong pháp thoại này Ngài nêu lên là có hai loại tầm cầu. Một cái sự tầm cầu phàm phúc, và một cái sự tầm cầu của bậc thánh. Cái phàm phu ở đây chứ không phải là sự tầm cầu, gọi là phi thánh cầu. Hầu hết chúng ta sinh ra trong cuộc đời này, khi mà nói đến chuyện hoài bão hay chí hướng, chúng ta nhớ rằng mỗi một dân tộc đều có cái nét văn hóa và đặc biệt điểm này. Ví dụ như có dân tộc họ rất nặng về vấn đề thành công trong doanh nghiệp, mà họ lớn lên là họ dạy cho họ ăn vô thứ, luôn phải biết làm ăn giàu họ. Hay hoặc giả là người Trung Hoa ngày xưa đó, họ có dùng cái chữ gọi là chí tam bồng. Dạ, chí tam bồng tức là khi mà họ nói phong tục Trung Hoa là khi sanh một đứa con thì người ta dùng cái khung đó, họ bắn ra bốn phía, dạ bắn ra bốn phía để hôm nay lớn chí tại muôn phương, khắp bốn phương trời vùi đầu ảnh chắc cũng đời làm trai, làm trai trong chân một góc nhà không nên biết có người chí phương, tức là phải lập chí sống cái chí lớn trong cuộc đời này. Ý đó là kinh văn chế thế, thì cái đó gọi là chí tại muôn phương, người ta gọi là chí tam bồng. Và dĩ nhiên điều đó là điều bình thường ở trong cuộc sống. Con người mình sống thì có cái hoài bão, có cái chí lớn. Và từ cái chí lớn thì chúng ta truy cầu, chúng ta đi vào cuộc đời để tìm kiếm, để đạt được những gì chúng ta mong mỏi. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng hầu hết tất cả những cái truy cầu của chúng sanh trong cuộc đời này là một lầu phòng lẫn quẩn. Lẫn quẩn là chúng ta đi từ cái chỗ bị sanh già đau chết chi phối, rồi chúng ta tìm cũng bị sanh già đau chết chi phối. Cái mà mình đang có, cái chỗ đứng của mình hiện tại, cái thân vững mà mình có đều là vô thường, khổ, vô ngã. Và cái những cái mình chúng ta tìm dấu hiệu như vậy ở
đi. Chúng ta nói về ngã và ngã sở. Cái mà gọi là ta thì bị sanh, bị già, bị bệnh chi phối rồi. Đi tìm cái của ta đó là tiền bạc, của cải, địa vị, danh vọng, tất cả đều bị chi phối bởi sanh già đau chết. Thế nào là sự chi phối bởi sanh già đau chết? Khi mà chúng ta sanh ra đời thì đã có một cái quyết định từ lúc họ thai là chúng ta thuộc chủng tộc nào và với cái chủng loại thì chúng ta sống bao lâu. Ví dụ chúng ta sanh làm người thì sống trên dưới 100 tuổi, nếu chúng sanh làm loài rùa thì có khả năng sống tới 300-400 năm. Nếu chúng ta sanh làm một loại côn trùng nào đó thì sống được 24 giờ hay là 48 giờ, 72 giờ ở trong sự sanh. Và ngày nay thì ngành DNA cho chúng ta biết rằng những cái tế bào DNA của chúng ta ở trong đó nó đã chứa được là những cái mầm bệnh di truyền như bệnh tim, bệnh tiểu đường. Ở trong tế bào DNA chúng ta cũng cho biết chúng ta sẽ có màu da màu như vậy, mái tóc màu như vậy. Khi chúng ta sinh ra là đã có một cái quyết định tính chi phối nhiều ở trong cuộc sống hàng ngày về sức khỏe, về tuổi thọ vân vân. Rồi dĩ nhiên là sẽ làm người hay sẽ làm bất cứ một chúng sanh nào trong cuộc đời thì cái chủng loại nó đã có cái quy định về cái già đến cái tuổi nào đó không thể nào trẻ mãi được. Già bệnh chết. Đức Thế Tôn của chúng ta sinh ra đời hoàn tử ở trong cuộc sống nhưng lụa rất là đầy đủ. Về lý nhiên ngày ghế chúng ta gọi là ngày pháp để thừa đế siêu nghiệp của vua cha. Và thứ gì đối với một người bình thường thì chỉ có hưởng thụ an hưởng rồi đẻ một điều của ngài thì rất là khác của chúng ta, tại vì trong hoàng cung ngài đã thấy được già bệnh chết một người xuất gia và ngài cảm nhận được rằng tại sao mình bị sanh già đau chết chi phối. Mà cái mình tổng cầu cũng là bị sanh ra đó chứ chỉ không. Từ là những người hầu cận tôi cho đến gia súc, cho đến của cải, cho đến sự nghiệp, bất cứ gì mình có nó đều bị chi phối bởi già đó chứ chỉ không. Và thứ gì ngài nghĩ đến cũng đều gọi là sự lẫn quẩn. Sự lẫn quẩn đó nó nó rất là dễ thấy. Chúng ta lấy ví dụ như vậy sao? Mình đi chợ mình mua một cái món đồ mà đem về mình xài mình thì nó dở quá, nó tệ quá, rồi mình đem đi đổi. Đến đó người ta cho đổi khác nhưng mà họ nói rằng cái này thì nó cũng giống như cái kia vậy, tức là nó cũng dễ hơn, thôi lấy về đỡ chứ. Thì nếu mà mình sống ở Mỹ thì mình bị cột quyền đó. Ô, nếu cái loại này mà cái này, cái hiệu này nó cũng như vậy mà cái hiệu kia như vậy, thôi chị đổi để làm gì mà không có xin được cái refund, cái trả tiền lại. Chỉ như trong cuộc sống chúng ta không có xin refund được, xin đổi tiền lại được. Nhưng mà ở đây vấn đề là không ai dạy gì từ một cái chỗ, một cái món đồ mà nó có nhiều khuyết điểm và là đổi lấy một món đồ nhiều khuyết điểm. Thậm chí
Một nhà thơ Việt Nam có câu nói là cầm lòng bán cái vàng đi để mua những cái nhiều khi không vàng. Mình lấy vàng mình bán, nhưng mua có những cái mà nó tầm thường hơn cái vàng, hơn là vàng mình bán ra. Và chuyện cũng thường xảy ra. Và Đức Phật thì ngày dạy rằng người bị sanh già đấu tích chi phối lại đi tâm cầu cái sanh già đấu tích chi phối. Thế thì lý luận thì chúng ta không có chuyện gì để đặt ra vấn đề này. Nhưng mà thực tế chúng ta là vậy. Thân tâm này thì giờ này cuộc sống rất là quý báu. Nhưng mà cái mà chúng ta đi tìm đôi khi nó tạo ra những thứ mà chúng ta đang có, nhưng mà không nhận thức, không thấy được điều này. Và chúng tôi cũng nhắc quý vị là ở đây trong bài kinh này có một số cái mạch văn mà khi mà chúng ta nghe đó, chúng ta nghe không có vấn đề gì, nhưng mà nhìn kỹ nó có vấn đề. Ví dụ như ở đây nói rằng này các tỳ kheo, thế nào là thánh cầu? Này các tỳ kheo, có người tự mình bị sanh, sao khi biết rõ sự nguy hại của bị sanh tầm cầu cái vô sanh vô tưởng an ổn cổ ạch niết bàn? Thì cái chữ niết bàn mình phải đọc liền với cái câu đó. Rồi sao tự mình bị già, sao khi biết rõ sự nguy hại của già tầm cầu cái không già vô tưởng an ổn cổ ạch niết bàn? Thì thành ra cái chữ niết bàn là dùng để làm cái chữ để nói thu gọn lại cái câu gọi là cái vô sanh, cái vô tự an ổn khỏi các khổ ách, thì cái chính là niết bàn. Ở trong Anh ngữ có chữ thô kia, chúng ta muốn nói rằng ở trong cõi đời ngũ trược ác thế này thì nó có nhiều cái phiền lý, thì cũng cái cõi bình yên thực sự gọi là như thô kia. Thì thời Đức Thế Tôn còn tại thế đó, khi mà ngài còn là một vị Bồ Tát, còn là một vị vương gia sống ở khu vực địa ngục, thì ngài đã từng suy nghĩ đến là nếu có bị sanh già đạo chết thì phải có một cái đối lập lại không bị sanh già đâu cho chi phối. Cái đó là cái vô sanh, cái vô thường an ổn vượt thoát khỏi cái khổ ách, tức là nó vượt khỏi cái vô thường khổ đạo, thì cái đó gọi là niết bàn. Dạ, niết bàn. Cái chữ niết bàn không phải chỉ là một cái chữ mà gọi là thuật ngữ mà nó quá chuyên môn ngoài Phật giáo không có nói. Ở trong xã hội Ấn Độ á, chữ Nibbana hay là Nirvana, chữ Niết Bàn còn chỉ cho một cái hạnh phúc tối thượng theo kỹ nghĩa thực chất ở bên ngoài. Thì thứ gì hôm nay đặc biệt là những phần còn lại của bài kinh thì chúng tôi có thỉnh Thượng Tọa Thượng Siêu để giảng. Nhưng mà trước khi Thượng Tọa Thượng Siêu giảng đó, thì chúng tôi xin được nói một điểm là thỉnh thoảng trong bản dịch tiếng Việt này có những người sửa lại, mà sửa một cách rất là hỏng. Quý vị nào là kỳ tu một kinh tập 1 mùa Thượng Minh Châu in trước Ấn Long, nó không có những câu này. Nhưng mà sau này chúng tôi không biết tại sao ai dịch như vậy, rất là lạ thưa quý vị. Và lẽ ra cái việc này là việc của Thượng Tọa Tề Siêu làm, chứ không phải chuyện chúng tôi làm. Nhưng mà chúng tôi nói trước để lát nữa Thượng Tọa Tề Siêu không phải bận rộn với những chữ này. Thí dụ trong câu nói rằng này các tỳ kheo, và không bao lâu ta đã thông suốt một cách mau chóng. Này các tỳ kheo, cho đến vấn đề cua môi và vấn đề phát ngôn mà nói, thời ta nói giáo lý của kẻ trí và giáo lý bậc trưởng lão Thượng Tọa, và ta tự cho rằng ta như kẻ khác cũng vậy, ta biết và ta thấy. Chúng tôi phải nói rằng cái bản dịch tiếng Việt này nó rất là dở, dịch rất là sai, và dịch như vậy là một cách rất là thiếu cẩn trọng. Ở trong tiếng Việt mình nói khua môi búa mỏ đó, là cái chuyện khoát và gọi là khua môi. Chứ khua môi ở đây đó, chúng ta không thể dùng để dịch chữ Othat Bahatamat Thát được. Chữ mắt chỗ Othapama Hattat ở đây đó là chỉ cho một cách chúng ta gọi là độc nhẩm, dài độc nhẩm. Và cái chữ mà vấn đề phát ngôn mà nói, vấn đề trắc ngôn, chữ Lapidat, Lata Pamata ở đây tức là
chỉ cho việc trả bài và đọc nhẩm và trả bài, tức là đọc để nhớ và để nói lại đó, thì ngài cũng thấy làm việc cũng chẳng những nhanh chóng mà ngài cũng hiểu rõ tường tận rồi. Cái chuyện này nó chẳng có chuyện gì khô môi để phát ngôn ở đây hết, và quý vị phải cẩn trọng. Và trong bài này á, nó lại có một cái chữ khác mà thành ra không có gì sai, nhưng mà chúng ta có thể hiểu sai. Mà chúng tôi nhắc quý vị là trong đoạn có đồng Úp Phát Khán, khi gặp Đức Phật, nghe Đức Phật, hỏi Đức Phật, Đức Phật là ai, ngài là ai, thì Đức Phật trả lời ngài là bậc giác ngộ. Rủ bắt cá lắc đầu bỏ đi và si sanh okambeti. Khi chúng ta đã lắc đầu bỏ đi đó, thì mình nghĩ rằng trong tiếng Việt Nam mà ai nói gì lắc đầu bỏ đi có nghĩa là mình không tin. Thành ra không phải như vậy. Ở người Ấn Độ họ lắc đầu thì có nghĩa là họ nói chuyện với quý vị. Chắc quý vị là đồng ở Trung Trung thì chúng tôi có thể là quý vị biết được lắc đầu lắc quán lại người Ấn Độ tức là đồng ý. Mà người Ấn Độ lắc đầu á, gần như vậy là không đồng ý. Thì họ lắc đầu á là một cách xã giao. Mặc dù Úp Phát Khán không theo Phật, nhưng mà Úp Phát Khán cũng nói là mong là như vậy, lắc đầu. Thế chứ là đừng nghĩ lắc đầu có nghĩa là Úp Phát Khán chê Đức Phật. Dạ, ở đây nó có chúng tôi nói lại là người Ấn Độ và người Thái Lan, quý vị ở gần á. Có nhiều khi vị hiểu lầm là mình đang nói gì thì các vị lắc lắc cái đầu á, thì người vị đang tưởng đâu là người ta không đồng ý mình, nhưng mà thật sự người ta đang tỏ thái độ đồng ý. Dạ phải, dạ đúng rồi đó. Dạ, ví dụ như vậy. Bây giờ thì phần sau thứ vị chúng ta sẽ được nghe từ gọi từ siêu giảng về hành trình giác ngộ Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn này không có gì phải là sanh ra đời trở thành vị Phật đơn giản như vậy, mà ngài có một hành trình, và qua hành trình rất là vĩ đại. Sau khi từ bỏ ngai vàng, ngài đã từ bỏ hai chiếc ghế giáo chủ, và cuối cùng ngài lựa chọn để ngồi trên mớ cỏ tranh để giúp vị cái Bồ Đề mà ngài thành đạo tại đó. Và ngài cũng nói cho chúng ta biết rằng trong cái sự suy tư về chuyển pháp luân, và người mà ngài gặp là Úp Phát Khán và nhóm thầy tâm thầy Kiều Trạng Nhiên, thì chúng ta cũng nghe rất nhiều về cái thái độ của chúng sanh ở trong cuộc đời này đối với cái sự tổng cộng. Và bây giờ thì xin thay mặt đại chúng để kính cung thỉnh Thượng Tọa Từ Siêu khoa nghị giảng cho phần còn lại của bài kinh ngày hôm nay, đó là hành trình đi tầm cầu cứu cánh vô thường của bậc đại giác, tức là những mục sư của chúng ta. Kính cung thỉnh Thượng Tọa. Nam mô Phật Thầy. Kính bạch Chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, tiếp theo là phần cuối của bài kinh. Phần này Đức Phật ngài tường thuật về cái hành trình giác ngộ của ngài và khởi đầu cái công cụ hoằng pháp. Như chúng ta đã nghe được hai phần đầu, là từ cái suy nghĩ tầm cầu cái mục đích giải thoát khỏi sanh già
bệnh chết, sầu, ô nhiễm. Đức Bồ Tát Ngài đã từ bỏ đời sống của người cư sĩ, từ bỏ cái ngai vàng, từ bỏ cương vị của một vị vua, từ bỏ cả quyến thuộc thân dân để mà đi tầm cầu cái chân lý, tầm cầu sự giải thoát. Thì khi mà Ngài đã tìm đến tham vấn trước chức sĩ, rồi kế đó là đạo sĩ, hai vị đạo sĩ này cũng là những vị tu hành chân chính, đạt được cái thiền định. Đạo sĩ Alara thì đạt đến thiền vô sự xứ, thuộc thiền sắc giới. Còn đạo sĩ Uttaka Aramuputta đã đạt đến thiền phi tưởng, phi tưởng xứ. Thiền vô sắc cao tột. Khi mà đạo sĩ Gautama đi đến gặp hai vị này thì hai vị đó đã trình bày về cái sở chính, cái pháp môn của mình. Thì không bao lâu, đạo sĩ Gautama với cái sự nỗ lực tinh tấn mà Ngài cũng đạt được, giống như hai vị đạo sĩ kia. Đến như vậy mà đạo sĩ Gautama vẫn không bằng lòng với những gì đã chứng đạt, mặc dù hai vị đạo sĩ kia sau khi được nghe nói, được biết, đạo sĩ Gautama cũng đã đạt đến thiền chứng như thế, thì hai vị đã đều tỏ vẻ quan hỷ tán thán và trân trọng mời đạo sĩ Gautama ở lại để cùng dạy dỗ cái hội chúng đạo sĩ khác. Hai vị đạo sĩ Alara và Uttaka tự mình như là một vị đạo sư. Và khi mà được biết đời sĩ Gautama cũng đã nhanh chóng chứng đạt được như vậy, thì họ đã mời đời sĩ Gautama
đứng vào cái cương vị như là vị đạo sư của hội chúng. Mặc dù thế, nhưng cái sự tầm cầu giải thoát đạo sĩ Gautama ngài nhận hiểu rằng những gì mà ngài đạt được từ thiền chứng vô sở xứ, phi tưởng phi tử xứ cũng chưa phải là mục tiêu cứu cánh, chưa phải là một cái sự giải thoát hoàn toàn khỏi sanh già bệnh chết sầu khổ ô nhiễm. Vì vậy cho nên ngài đã từ bỏ ra đi và trước nhất là ngài đã đi vào trong rừng sâu và thực hành các phương pháp khổ hạnh. Nhưng vẫn không có một cái dấu hiệu là cái đạo lộ giải thoát bằng cái phương pháp khổ hạnh này. Như vậy ngài đã một lần nữa từ bỏ cái con đường tu tập khổ hạnh để tiếp tục tầm cầu cái đạo lộ giải thoát như là cái ý nguyện của ngài. Và cuối cùng thì ngài đã chứng được vô thượng chánh đẳng giác. Chứng được mục đích giải thoát lúc đó ngài biết rằng sự giải thoát của ngài không có bị dao động nữa, đây là đời sống cuối cùng không còn có sự tái sanh. Ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này chúng ta thấy lúc nào Đức Bồ Tát gần suy tư và đi tầm cầu tới mục đích tối thượng. Cho nên khi mà đã đạt được một cái kết quả thông thường thì ngài không dừng lại ở đó mà ngài bỏ, ngài giác bỏ. Khi còn ở tại gia cư sĩ là một vị vua, chúng ta cũng nhớ rằng là Thái tử Siddhartha ngài đã được vua cha truyền ngôi khi năm ngài lên 16 tuổi. Mặc dù đức vua vẫn nhiếp chính, phụ vua vẫn nhiếp chính, nhưng mà Thái tử lúc đó đã là một vị vua.
làm lễ quán đảnh. Khi Ngài nghĩ đến sự già, bệnh chết, sầu bi khổ ô nhiễm, Ngài nghĩ rằng Ngài sẽ đi tầm cầu cái gì không bị già, không bị sanh già, bệnh chết, sầu bi khổ ô nhiễm. Tức là cái sự giải thoát. Cho nên Ngài từ bỏ đường thứ nhất là từ bỏ đế vị để trở thành một vị sa môn. Xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Rồi khi mà Ngài đến tham vấn hai vị đạo sĩ Alara và Uttaka, Ngài đã tinh tấn nỗ lực và chứng đạt được thiền vô sắc, vô sở xứ và phi tưởng phi vi tưởng xứ. Ngài không có dừng lại. Sau khi Ngài nhận thấy rằng cái này cũng chưa phải là cái mục đích giải thoát an ổn khỏi các khổ ách, Ngài lại từ bỏ, không có dính mắc, không có luyến tiếc. Mặc dù hai vị đạo sĩ kia đã thiết tha mời Sa môn Gotama ở lại, nhưng mà Ngài cũng bỏ đi. Rồi khi đi vào rừng, tự Ngài đã tu tập cái phương pháp cực kỳ khổ hạnh, trải qua thời gian 6 năm dài đằng đẵng. Cuối cùng thì Ngài cũng từ bỏ khổ hạnh, vì Ngài nhận thấy đó không phải là cái con đường đến sự giải thoát. Và từ bỏ khổ hạnh thì Ngài mới tìm được, tìm đến gốc cây Asatthara. Và Ngài đã thực hành theo đường lối trung đạo. Machima Patipada tức là bát chánh đạo. Và Ngài đã chứng vô thượng Bồ Đề ở dưới cội cây Asatthara. Asatthara. Và chính vì vậy cái cội cây Asatthara này từ đó mới mang tên là Puthirukha, tức là cây bề hay là cây giác ngộ. Chứ trước đó thì cây này gọi là Asatthara. Và như vậy trong cái quá trình tu tập để thành tựu chánh đẳng chánh giác, Đức Bồ Tát của chúng ta Ngài đã qua ba cái giai đoạn từ bỏ. Một là từ bỏ
đế gì? Di xuất gia. Hai là từ bỏ thiện chứng vô sắc. Ba là từ bỏ cái nếp sống khổ hạnh. Và cuối cùng thì Ngài mới đi theo con đường trung đạo và thành Phật. Như vậy mới gọi là cái sự tầm cầu cao thượng. Cái chữ Ariya ở đây chúng tôi cũng xin nói thêm rằng chữ Ariya nó có hai nghĩa. Nếu mà dùng trong cái nghĩa danh từ đó, thì Ariya như chữ Ariya Pukkala tức là thánh nhân, tức là chỉ cho một thánh thì danh từ. Nhưng mà chữ Ariya còn cái nghĩa tỉnh từ, nghĩa là cái sự cao quý. Vì vậy cho nên trong hai việc mà Đức Phật Ngài huấn thị cho các vị tỳ kheo, khi các ngươi là những vị xuất gia vì lòng tin gặp nhau, có hai việc cần phải làm. Một là tham mi cà tha, đàm luận về pháp. Hai là ariyo tuân hi pha pha vô. Thì tuân hi pha vô là trạng thái im lặng, nó là danh từ định tính cho cái chữ ariyo. Cho nên ở chỗ này gọi là giữ trạng thái im lặng của bậc thánh thì chúng tôi không đồng ý. Là tại sao? Vì trong cái bạch văn Pali đó, nếu là của bậc thánh thì phải là Ariyasa tuân hi pha vô. Sở thuộc cách Ariyasa mới đúng. Còn này Ariyo tuân hi pha vô thì như vậy chữ Ariyo nó là tỉnh từ cho cái cộng danh từ tuân hi pha vô. Đó là trạng thái im lặng cao thượng. Mà trạng thái im lặng cao thượng, cái sự im lặng cao quý thì ở trong chú giải nói đó là cái sự thiền định. Thiền định là một trạng thái im lặng cao quý. Cho nên ở đây những cái ngữ nghĩa như thế này chúng ta cứ có cái thói quen là xem đó như là một cái chuyện bình thường, không có gì cần phải phân tích. Hoặc là chúng ta nói rằng là xài cái nghĩa nói như thế nào để cho nó mạnh mẽ và nó có vẻ quan trọng một chút, thì như vậy mới hấp dẫn. Nhưng mà chúng tôi nghĩ rằng là dần dần chúng ta phải tập cho mình một cái thói quen là trong kinh điển những cái vấn đề từ vựng và văn phong chúng ta phải làm sao để cho nó dễ hiểu và đã hợp lý. Ở chỗ này chúng tôi muốn nói thêm một chút. Thì trở lại vấn đề thưa quý vị, sau khi Đức Thế Tôn đã tự thuật lại ba cái giai đoạn từ bỏ của Ngài khi đi tầm cầu
cái mục đích chí thượng an ổn thoát khỏi các khổ ảnh. Là niết bàn. Thì lúc đó sau khi đắc đạo quả xong, ngài mới tường thuật về cái con đường hoằng pháp của ngài. Thoạt đầu thì Đức Phật đã nghĩ đến cái pháp mà ngài đã chứng đạt rất là thâm sâu, khó lĩnh hội, mà chúng sanh phàm phu thì mù tối, trí cạn cợt, không lãnh hội được. Cho nên ngài có một tư tưởng suy nghĩ là nếu thuyết giảng cái pháp thâm sâu như vậy mà chúng sanh phàm phu không lãnh hội được thì nó sẽ tạo nên cái sự hoài không thôi. Ngài suy nghĩ như vậy đó cũng chỉ là một cái cớ. Tại sao chúng tôi nói là một cái cớ? Là bởi vì Achinna Sakavanta Năng Achinna, tức là cái thông lệ của chư Phật, là sau khi đắc đạo quả phải có một nhân vật diện cho tất cả chúng sanh để thỉnh cầu ngài đi thuyết pháp, chứ không phải là tự nhiên không rồi tới ngày đi đến người này người kia, giống như là ngài rao giảng về cái pháp giác ngộ của ngài, không phải tự nhiên được mà phải có chúng sanh khác thỉnh. Ở đây lại nói đến ba cái điều mà Thamata, tức là một điều tất nhiên phải là như vậy, là Đức Bồ Tát kiếp chót để thành Phật đó. Từ ở cõi Tusita, cõi Đâu Sức, mà xén sanh xuống cõi nhân loại Nam Thị Bộ Châu để thành Phật độ đời đó, thì lúc đó phải có người thỉnh, tức là cái hội chúng chư thiên thỉnh cầu thiên tử Tusita giáng sanh. Sau khi thành đạo, Phạm Thiên Sabbati đến thỉnh ngài đi thuyết pháp, và cuối cùng thì Ác Ma là người thỉnh ngài viên tịch niết bàn. Chúng ta thấy cái hành trạng của một vị chánh đẳng giác quan trọng lắm, chứ không phải là bình thường được. Thì vì vậy cho nên khi mà ngài khởi lên tư tưởng đó, Phạm Thiên Sắc Sa Hàm Bát Tí đã hỷ xuống và thỉnh cầu Đức Phật là thuyết pháp. Và lần này thì Đức Phật ngài đã nhận lời đi thuyết pháp, và ngài tìm đến, trước hết là ngài suy nghĩ thuyết pháp cho ai, thì ngài định là thuyết pháp cho đạo sĩ Alara, là một bậc có trí tuệ. Nhưng mà chư thiên báo cho biết rằng đạo sĩ Alara đã qua đời được một tháng rồi, rồi Đức Thế Tôn ngài lại nghĩ đến hay là thuyết pháp cho đạo sĩ Uddaka, thì vị đó thì chư thiên cho biết là vị đó mới vừa qua đời ngày hôm qua. Và rồi Đức Thế Tôn ngài nghĩ đến đạo sĩ, ngài đến năm vị đạo sĩ Kodanya,
mà chúng ta gọi là Kiều Trần Như. Lúc này thì chỉ mới gọi là Côn Đại Nhát hay là Bên Trong Có Cái Giác, chứ chưa gọi là Anh Nhát, Anh Nhà Côn Đại Nhát, Anh Nhà Côn Đại Nhát, A Nhã Kiều Trần Như. Khi nào mà Đức Thế Tôn mà thuyết pháp bài pháp chuyển pháp luân rồi, và đạo sĩ Côn Đại Nhát chứng ngộ đạo quả Tu Đà Quần đó, là người, là chúng sanh đầu tiên, là một vị thinh văn đầu tiên được nghe Đức Chánh Đẳng giác thuyết và đắc đạo quả đầu tiên, thì Đức Phật nói Anh Nhà Sĩ Có Đại Nhô, Nhà Sĩ Có Đại Nhô, thì Côn Đại Nhát đã giác ngộ, Côn Đại Nhát đã thấu hiểu. Khi mà Đức Thế Tôn ngày tuyên bố như vậy đó, từ đó về sau mới lấy cái chữ Anh Nha để mà ghép vào cái tên Côn Đại Nhát thành Anh Nha Côn Đại Nhát, A Nhã Kiều Trần Như, chứ phải lúc nào chúng ta cũng gọi A Nhã Kiều Trần Như được hết. Thì trên đường đi đến Varanasi, đến tại cái khu vườn lộc quyển Nigada Di, Nigada Di, nơi mà năm vị đạo sĩ trú ngụ. Năm vị này kể từ khi mà thấy đạo sĩ Gotama, tức là Đức Bồ Tát, ngài từng bỏ khổ hạnh thì đi theo con đường tu đạo, nhưng họ đâu biết ngài đi đường tu đạo, họ nghĩ rằng ngài đã thối thất tinh tấn, cho nên họ đã bỏ đi, họ bỏ ngài đi. Họ đến tại Uruvela Nigadaya, lộc quyển hay là vườn nai, rừng nai. Thì lúc đó thưa quý vị, trên đường đi ngài gặp đạo sĩ Upaka, và khi mà đạo sĩ Upaka trông thấy ngài với tướng hảo quang minh, các căn thanh tịnh, màu da sáng chói, thì đạo sĩ đó hỏi ngài là ai, là một vị phạm thiên hay là một vị chư thiên hay là loài người mà ngài có cái thân đẹp như vậy, có cái tướng hảo như vậy. Thì lúc đó Đức Thế Tôn ngài đã nói rằng ngài là người đã được giải thoát, là một vị Phật. Đạo sĩ Uddaka lúc đó mới nói A-hu-quay-ya A-hu-quay-ya, mong là như vậy, này hiền giả. Rồi đạo sĩ đó gật đầu bỏ đi. Thì cái chỗ này hồi nãy thì tôi đã đẳng có nói, có giải thích ở trong đó xài cái chữ lắc đầu, nhưng mà bên Ấn Độ lắc đầu có nghĩa là đồng ý, tán thành. Mà dịch ra tiếng Việt của chúng ta thì lắc đầu có nghĩa là vị đó không có tin, không có tin. Nhưng không phải vậy. Và chính vì đệ sĩ Upaka lần đầu tiên sư với Đức Phật và đã có cái ấn tượng về ngài, cho nên sau này 7 năm sau đó, sau khi đạo sĩ Upaka
đã quần tục cưới vợ và có một đứa con. Cái này ở trong Lục Tạng ghi rõ lắm thưa quý vị. Rồi tự cảm thấy cái đời sống cư sĩ nó chật hẹp hơn nữa, làm người vợ có khi làm cho ngài, làm cho Upaka cảm thấy bị tổn thương. Cho nên Upaka mới suy nghĩ rằng ta còn một chỗ nương, ta còn một chỗ nương. Và đạo sĩ và Upaka bỏ gia đình đi tìm đến Đức Phật và xuất gia thành vị tỳ kheo chứng quả A-na-hàm. Và thưa quý vị, sau khi gặp được Upaka, ngài đi thẳng vào Đức Phật, ngài đi thẳng đến Nikadaya và ngài gặp năm thầy Kiều Trần Dư và ngài đã thuyết bài pháp, mà bài pháp đó bây giờ được xem như là cái bài pháp căn bản cho giáo lý của Đức Phật, tức là tham ái chắc cấp đầu các tân nát sức tác và kinh duyên pháp luân. Sau khi nghe xong đầu tiên cái bài kinh duyên pháp luân này thì đạo sĩ con đây nhá đã chứng quả tu đồ quần. Rồi ngày kế sau là hai vị đạo sĩ khác chứng tu đồ quần. Rồi ngày khác, ngày kế tiếp nữa, hai vị đạo sĩ cuối cùng chứng quả tu đường vườn. Sau khi cả năm vị đạo sĩ chứng quả tu đường vườn rồi đó, thì Đức Thế Tôn ngài đem họ đến phía hạ nguồn sông Ganga, Gaya. Đi đến đó, Đức Thế Tôn ngài đã thuyết tiếp tục cái bài kinh Anattalakkhanasutta, kinh Vô Ngã Tướng, và năm vị tỳ kheo nhốt coi đây này đã chứng quả là và trong cái đoạn cuối của cái bài kinh này đó, Đức Phật ngài đã mô tả về một cái đời sống phẩm hạnh cao thượng mà một vị tỳ kheo tinh tấn nỗ lực tu tập viên mãn hoàn thành sẽ vượt thoát khỏi cái sự cương tỏa của ác ma và đạt đến cái sự giải thoát. Tên của bài kinh nó lấy cái tên gọi là Ajasana đó, là vì lấy cái nội dung ở đoạn đầu mà Đức Thế Tôn ngài nói cái sự tầm cầu cao thượng và sự tầm cầu thấp kém. Anh Narja gọi là phi thánh cầu và thánh cầu. Nhưng mà kỳ thật thì những cái đoạn sau của bài kinh đó, cái đoạn, những cái phân đoạn sau bài kinh là Đức Phật ngài mô tả về cái cuộc đời từ khi ngài tầm cầu cái đạo giải thoát, rồi từ bỏ, ba lần từ bỏ, rồi sau đó ngài thành tựu trên đẳng giác và ngài tiếp độ
thuyết pháp thuyết độ cho các đệ tử. Từ bài kinh này, quý vị về cái triết lý tu tập, mà đồng thời cũng không ở trong bài kinh này và những cái bài kinh trường bộ mà nói đến cái quá trình đi xuất gia, gặp hai đạo sĩ, rồi ngài khổ hạnh, rồi ngài thành đạo, ngài chuyển pháp luân. Thì ở trong tạng luật cũng vậy, ở trong tạng luật ngài Upali khi mà ngài tích tập kinh điển, ngài tường thuật lại thì cũng giống như vậy thôi. Cho nên đó là cái điểm nhất quán về lịch sử của Đức Phật, mà một người muốn tìm hiểu về cuộc đời của Đức Phật thì chúng ta đọc cái bài kinh này và đọc ở trong tạng luật chúng ta sẽ rõ. Đến đây thì chúng tôi xin kết thúc bài kinh này, vì hôm nay bài kinh học trọn vẹn cho nên đọc kinh hơi dài. Và thời gian còn lại một tiết đồng hồ thì thường thường cho đẳng thuyết phần đầu, chúng tôi thuyết phần sau cho trọn vẹn cái bài kinh này. Thế là bây giờ đã hết thời gian, không có cái thời gian thảo luận cho bài kinh ngày hôm nay. Mặc dù vậy, những gì đã được trình bày hy vọng sẽ đem lại cho chúng ta một cái sự hiểu biết về nội dung của bài kinh một cách tương đối đầy đủ. Bây giờ thì chúng tôi xin dứt lời ở đây, xin kính mời Phật tử MC lên hồi hướng phước và đóng rừng. Nam mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai, con Nhật Huỳnh xin điện khuyết cho chúng ngày hôm nay. Sa thú lành thai, chúng con thành kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ớp sứ ngân viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy giá, và Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Thích Hoa Nguyệt, Thích Trạng Đông và tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.